Vâng, em Thảo rất vui lại gặp lại các bác ở một cái video ngắn hôm nay. Hôm nay thì em cũng xin gửi tới các bác một cái dụng cụ cao cấp bên cơ sở em mới về. Đây là một bộ cạp Nhật, một cái dòng cạp mà các bác đang hỏi rất chi là nhiều. Thì với cái mẫu cạp này em xin chi tiết từng mẫu một để các bác mình nắm được nhé. Đấy, thì với một bộ cạp Nhật này nó sẽ có một cái tròn và một cái chéo. Đây là cái chéo này, hàng Nhật nhé. Em đã bỏ lên để cho các bác xem chi tiết ở cái cây này. Đây là cây cạp Nhật. Cái mẫu hàng Nhật này thì nó là cái tên hàng của nó là Kalashin nhé. Kalashin, hàng Japan. Đấy, như các bác nhìn đây là tên sản phẩm này. Kalashin là một cái dòng chất lượng nhất của đồ Nhật. Thì với cái dụng cụ cạp này thì nhà em có rất nhiều loại. Từ loại cao cấp là loại Nhật cho tới những loại trung bình. Đấy, là một đơn vị chuyên cung cấp những cái dụng cụ làm cây bonsai, làm cây cảnh, làm vườn, làm nông nghiệp. Các bác hãy liên hệ trực tiếp tới bên em nhé để đặt những cái dụng cụ này. Đây, phải bỏ từng cây một cái cho các bác xem. Đây là cây cây tròn. Đây là cây tròn của hãng Kalashin nhé. Cây tròn này. Thì với cái bộ cạp này giá của nó rất chi là cao. Thì tùy thuộc theo các bác lựa chọn thì em sẽ gửi một cây một. Các bác ưng cây tròn thì em gửi cây tròn. Mà các bác ưng cây chéo thì em gửi cây chéo. Với một cái cạp này thì nhà em cũng đang nhận gửi và ship trên toàn quốc. Theo mấy số lượng những cái dụng cụ nhà em về rất chi là nhiều để phục vụ các bác làm cây. Một cái bộ cạp cao cấp như thế này. Khi các bác xem thì các bác hãy theo dõi thật kỹ nhé. Thật kỹ về chất lượng cũng như là cái sản phẩm này. Đấy. Đây là mẫu Galaxy. Một cái dụng cụ cao cấp. Hàng rất chi là chất lượng nhé. Japan. Hôm nay thì em sẽ quay tỉ mỉ và chi tiết. Và các bác mà xem nắm bắt được cái bộ cạp này mà đang cần tới cái dụng cụ cao cấp này, hãy liên hệ trực tiếp tới hai đầu số điện thoại của bên em. Số đầu tiên thì sẽ là số 0888 636 138. Và số thứ hai thì sẽ là số 0869 054 295. Với một cái dụng cụ cao cấp như thế này thì hàng đến tay các bác hãy bỏ ra kiểm tra hàng thật cẩn thận trước khi trả tiền nhé. Một cái bộ cạp Galaxy hàng Nhật. Đấy, dài 21 cm. Nó gồm có cây tròn, cây chéo nhé. Hàng rất chỉ là chuẩn này. Thì cái video này em sẽ quay thật cẩn thận để các bác nhà mình được nắm bắt được cái bộ cạp hàng Nhật này. Nó sẽ được đựng trong cái hộp như này nhé. Đấy. Để vào hộp như này. Cái bộ này thì nó là cái bộ hàng giá trị cao. Rất nhiều bác hỏi và quan tâm tới cái dụng cụ này. Thì ngoài những cái dụng cụ này thì bên cơ sở em còn có rất nhiều những cái dụng cụ hay về đồ bonsai, đồ cây cảnh. Các bác mà quan tâm tới nhiều dụng cụ của bên em, các bác đừng quên ấn vào nút đỏ là nút đăng ký kênh, ấn vào quả chuông để đón tiếp theo những cái video ngắn của bên em về nhiều những cái sản phẩm hay nhé. Để chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở một cái video sau.